À, xin lỗi các bạn, hồi nãy do là các bạn đợi mình chút nha, nó bị ngựa cam rồi. Hồi nãy là máy mình hết dung lượng nên nó tự động tắt luôn, thì bây giờ mình mở tiếp. Hồi nãy thì mình cũng đã mở luôn rồi, he he. Thì đây là Apple Chat của mình. Mặc dù rất muốn giữ lại cái hộp nhưng nó cũng đã bị rách. Rất là buồn ha. Nhưng mà không sao. Và mình sẽ cho bạn coi kỹ là cái hộp nó đẹp lắm luôn á, mình thật sự phải nói nó rất là đẹp. Có cái logo này, khi mà đây là My Little Pony ha, khi các bạn để lại sẽ là hình em Twilight, rất là đẹp. Bây giờ lấy ra cho các bạn xem rõ hơn ha. Em này rất là đẹp. À, nó bị dướng cái nón vô nè. And then, vậy là mình cái hộp rất là đẹp luôn các bạn. Đây là cái nón của Apple Chat, mình sẽ cho bạn coi kỹ ha. Cái nón đẹp lắm luôn á. Khi mà đeo á là nó khớp luôn với cái đầu nè. Rất là đẹp các bạn ơi. Và em này có mặc một cái váy. Và đây là cutie mark có hình ba trái táo. Nhìn body em này cực chuẩn luôn. Rất là đẹp ha.